rộng 6 hecta này được nhà nước giao cho trường Đại học Văn Lang cách đây tròn 20 năm. Từng ấy thời gian, trường Văn Lang ấp ủ dựng nên một ngôi trường tốt đẹp dành cho sinh viên. Từ khu đất trống, từng hạng mục công trình đã mọc lên. Từ những bước chân bỡ ngỡ đầu tiên đến bước đi rộn ràng trong ngày hội lớn, sinh viên Văn Lang đã tụ hội về đây. Từ ước mơ, hôm nay ngôi trường đã thành hình, thành vóc. Cơ sở Gò Vấp là ngôi nhà mới của sinh viên Văn Lang. Khối nhà A này là khu học tập đầu tiên của sinh viên, 12 tầng, quy mô đào tạo khoảng 7.000 sinh viên. Tòa nhà có 63 phòng học, các phòng nhỏ nhất dành cho khoảng 50 sinh viên, các phòng hội trường lớn nhất cho khoảng 300 sinh viên cùng học tập. Phòng máy tính, phòng học được đầu tư nội thất đẹp, chất lượng. Ít nhất 10 phòng học đã được lắp máy chiếu tương tác, công cụ hiện đại hỗ trợ giảng dạy. Từ ngày 9 tháng 4 năm 2018, khoảng 4.200 sinh viên của khoa tài chính kế toán và khoa quản trị kinh doanh thương mại bắt đầu học tại cơ sở Gò Vấp. Nhà đầu tư cũng như là các thầy cô giáo sẽ cùng với các em xây dựng được môi trường Văn Lang ngày càng tốt hơn, đẹp hơn và để cho các em có cái sinh hoạt ngày càng hiện đại hơn. Nhà trường cũng cố gắng để tạo điều kiện cho các em được ra học ở nơi mới, hy vọng là cơ sở vật chất tốt hơn. Nhưng buổi đầu có vấn đề khó khăn gì thì em chia sẻ. Dạ, ngày đầu tiên đi học thì cái gì cũng mới hết trơn. Trang thiết bị hiện đại hơn, phòng ốc sạch sẽ, bàn ghế mới tinh luôn. Em có thấy thích không? Dạ có, em thích phòng học mới, trường mới. Cái sáng đầu tiên mà tụi mình ra quân để hướng dẫn chỉ đường cho các bạn thì các bạn sinh viên cũng có nhiều bạn là vẫn chưa biết đường đến trường, cũng có chạy lạc nhưng mà cũng bị hạn chế tại vì đồng khoa đã có chuẩn bị từ trước. Thì các bạn sinh viên đến trường rất là hào hứng, thì trường cơ sở 3 thì rất là đẹp. Tất cả các bạn, chúng mình là sinh viên khoa tài chính kế toán. Cơ sở 3 thì mình thích nhất là sẵn ở đây vì nó rất là thú vị và không gian rất là thoáng mát. Các phòng học được trang bị nhiều thiết bị rất là hiện đại và không khí thì sạch sẽ, thoáng mát, tạo cảm giác vui tươi. Còn mình thì thích nhất là toilet của trường, thì nó như một cái trung tâm thương mại vậy á. Nhưng mà khi các bạn lên tới lầu 12 thì nó sẽ có một căn phòng, trên đó có một cái view nhìn xuống hết tất cả xung quanh, rất là đẹp. Điều mà làm mình ấn tượng và thích nhất ở đây chính là thang máy, tại vì thang máy rất là nhanh và hiện đại. Vẫn còn một số điều bất cập như là chỗ gửi xe của sinh viên vẫn chưa có mái che và vẫn còn nắng rất là nhiều. Trường mình còn thiếu căng tin trường nè, chưa có chỗ để cho các bạn mua đồ ăn, thức uống và xung quanh trường cũng vậy. Những cái chỗ buôn bán thì vẫn chưa có nhiều. Ở biệt các bạn không có xe máy phải đi xe buýt thì phải đi bộ từ hướng đường Dương Quảng Hàm vô đến tận là 2 km, nên là có trường đã có liên hệ với sở giao thông vận tải là có một tiếng xe buýt sẽ chạy thẳng vào khuôn viên của trường, nên các bạn sinh viên của mình nghe được thông tin này thì rất là mừng. Vì trường đang trong thời gian thi công cho nên là tụi mình cũng rất là thông cảm đến trường và hy vọng là sắp tới thì trường sẽ hoàn thiện nhanh hơn để cho sinh viên có một môi trường học tập thật là lý tưởng. Cơ sở mới vẫn đang được trường Văn Lang khẩn trương tiến hành dựa trên phản ánh của sinh viên. Bãi để xe của các bạn sẽ được mở rộng mặt bằng và thi công mái che. Căng tin cần thêm thời gian để hoàn thành, nhưng trước mắt, trường đã lắp đặt hệ thống lọc nước cao cấp, cung cấp nước uống sạch cho sinh viên. Các trụ bán thức ăn và căng tin tạm đặt tại sảnh sẽ phục vụ sinh viên trong thời gian đầu. Trường đã giải phóng mặt bằng để thi công bãi đậu xe buýt, điểm cuối của tuyến xe buýt số 31 là cơ sở 3 trường Đại học Văn Lang. Còn nhiều vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh về phòng học, về thiết bị, về dịch vụ chăm sóc để cơ sở Gò Vấp được như mong muốn của sinh viên. Nhưng sinh viên Văn Lang yêu mến ngôi trường không phải vì nó đã hoàn thiện. Các bạn cảm thông và tin rằng trường luôn lắng nghe mỗi chia sẻ dù là nhỏ bé của mình. Khi cùng chung tay gìn giữ, cơ sở mới sẽ thật sự là ngôi nhà của mỗi người Văn Lang.
Là sinh viên của một trong hai khoa đầu tiên được đặt chân tới cơ sở 3 học tập thì tụi em cảm thấy rất là hào hứng và may mắn, và em rất là mong chờ cái quá trình học tập sắp tới ở đây. Từ cơ sở 2 ở đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh đi đến cơ sở 3 ở Gò Vấp, sinh viên Văn Lan chỉ đi hơn 15 phút. Nhưng từ cơ sở 2 đến cơ sở 3, trường Văn Lan đã đi gần 20 năm. Khu đất rộng lớn giờ được đón sinh viên đến mỗi ngày đã trở nên sinh động và giàu sức sống. Trường Văn Lan đã dựng xây một ngôi nhà, sinh viên Văn Lan tụ hội về đây rồi sẽ dựng nên sinh khí, màu sắc và tương lai cho ngôi nhà chung ấy.